Thưa quý vị khán giả, có thể nói rằng toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp vẻ vang của bác là chăm lo chồng người, chăm lo xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. Lý tưởng cách mạng mà bác Hồ quan tâm giáo dục cho thế hệ trẻ chính là mục tiêu con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là lý tưởng của người khi tiếp thu chân lý khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên sau hơn 10 năm trải nghiệm cuộc sống trên khắp các châu lục lao động, hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân là giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở chúng ta cần quan tâm giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc rằng vì lý tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và chủ nghĩa xã hội mà những chiến sĩ cộng sản tiền bối và biết bao đảng viên cộng sản, lớp lớp đoàn viên thanh niên đã công hiến trọn đời, hy sinh bao máu xương. Lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục cho thế hệ trẻ, các thế hệ cách mạng đời sau là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản theo quan điểm của chủ nghĩa Mark lênin Đó là lý tưởng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lấy hạnh phúc của nhân dân, của con đạo đức cho thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải thường xuyên trao dồi rèn luyện đạo đức cách mạng. Theo quan điểm của Bác Hồ, đạo đức cách mạng là chung với nước, hiếu với dân và đạo đức cách mạng phải được thể hiện trong hành động. Chỉ có trong hành động, hoạt động trong thực tế đấu tranh cách mạng của nhân dân thì thanh niên mới tỏ rõ được đạo đức của mình. Mục học bác mỗi ngày đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này ngày mai.